Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, đồn biên phòng Tây Yên tiếp nhận yêu cầu cứu hộ từ tàu cá mang ban kiểm soát 95.195 do ông Nguyễn Văn Dư, ngụ tỉnh Kiên Giang làm chủ. Lúc này, trên tàu có 5 thuyền viên bị ngạt khí có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, đồn biên biên phòng đã cử lực lượng tiếp cận tàu cá sơ cứu cho các thuyền viên. Khoảng 20 phút sau, năm thuyền viên bị ngạt khí được đưa vào đất liền và chuyển vào bệnh viện cấp cứu tuy nhiên bốn ngư dân được xác định đã tử vong do ngạt khí dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa hiện một ngư dân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang trong tình trạng nguy kịch bước đầu cơ quan chức năng nhận định năm thuyền viên bị ngộ độc khí khi các nạn nhân chui xuống hầm của cá để lấy nước đá hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ